Câu hỏi thứ nhất hôm nay gửi về hỏi thầy thế này. Con kính thưa thầy, vào dịp rằm tháng 7 hàng năm, nơi con sinh sống có một số gia đình làm lễ cúng cô hồn. Sau đó họ ném đồ cúng và tiền ra bên ngoài cho rất nhiều người đang chờ đợi ở bên ngoài để tranh cướp. Vì chủ nhà cho rằng càng có nhiều người đến giật, đến cướp thì càng có nhiều lộc mỗi lần như vậy mọi người lại chen lấn giành giật có khi còn đánh cả nhau con cảm thấy những hình ảnh đó rất phản cảm nhưng nhiều người lại nói có ý kiến đồng tình với tục lệ này chẳng phải vì đói khát mà chỉ đơn giản là để cho vui và được nhiều may mắn đó là một nét văn hóa sôi động và không có gì đáng phàn nàn vậy bạch thầy cho con hỏi nên hiểu như thế nào cho đúng về việc giật đồ cúng cô hồn này ạ à? Con xin cảm ơn Thầy. Người đại chúng rõ câu hỏi chưa? Bạn này bạn gửi câu hỏi về, bạn nói là bạn nên thấy người ta cúng của hồn xong á thì người ta tung cái đồ cúng ra cho mọi người đến cướp, nhất là trẻ con. Bây giờ thì kể cả, cả người lớn cũng đến cướp và họ bảo cướp thế là họ được lộc, và họ rất vui. Thế thì cái bạn này thì bạn thấy là nó không được hay lắm. Nên bạn hỏi Thầy, đây bảo cũng có người bảo là cướp thế chẳng vấn đề gì, cướp thế sôi động, thế thì quan điểm của thầy như thế nào? thầy xin trả lời với bạn này như sau và đại chúng cùng nghe. thứ nhất là cái việc mà Phật tử tại gia chúng ta lập đàn lễ cúng cô hồn à, là cái việc làm tốt như lúc nãy thầy nói trong kinh tăng trí đức Phật dạy về bốn phận của người đệ tử Phật ở tại gia nên thiết lập năm cái loại hiến tế trong đó là có cúng cho các cái vong linh đã khuất, để cúng cho chư thiên, đây cúng của hồn là cúng cho những vong linh đấy, tức là những người đã mất Thế như vậy là cái việc làm tốt thôi nhé. Yeah. Thế và sau khi cúng xong ấy, thì cái vật thực đấy chúng ta đều có thể thọ dụng được, không phải vứt đi. Nhiều người trước đây cứ bảo cúng xong rồi là cái vật ấy vứt đi, à, rồi bố thí đi ăn vào nó là mình bị ngu mới mình bị lọ bị kia cái đó là quan điểm sai không phải vì nếu các vong linh cô hồn họ có thọ là họ thọ bằng hương bằng cái hương thôi Đấy, hoặc là họ thọ bằng kể cả cái tưởng do mình cúng cho họ à, mình cúng vốn cho họ tất nhiên không phải là không có chuyện ngà quỷ họ về họ ăn thật có chứ không phải không có Đấy chùa mình cách đây mấy năm trước ở Phú Thọ phải không? Đấy, có câu chuyện nhà bé Trà Linh đó, mà để đồ cúng cho cho quỷ ấy, trong vong đó. mà nó ăn thật cúng hộp sữa ăn hết luôn uống hết luôn cúng dưa lúc sau vào là ăn hết hết miếng dưa luôn mà không có ai ở nhà hết đâu không có người đây là câu chuyện thật chứ không phải là chuyện không thật đâu thế nên đây, đây, trong cái loài ngã quỷ thế này chúng thì có những cái loài ngã quỷ này hiện thân hiện thân người giống cái hình dáng của loài người vật chất trên chúng ta và có cái ngã quỷ thì họ không hiện thân thời đức phật cũng rất nhiều ngã quỷ ngã quỷ thì nhiều lắm chúng ta biết rồi nhưng không phải là mắt thường chúng ta thấy được và, và, cho nên chính đức phật nói là ngài cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều ngã quỷ nhưng mà Ngài chưa nói cho đại chúng biết vì lúc ấy trong đại chúng chưa có ai tu tập đắc được thiên nhãn. Sau này khi Ngài Mục Kiều Liên đắc thiên nhãn rồi, Ngài chính Ngài Mục Kiều Liên nhìn thấy các ngã quỷ. Ngài về bạch với Phật thì Phật nói là ta đã thấy những chúng sinh này nhưng vì chưa có ai thấy cho nên ta không nói. Nói sợ các ngươi không tin, phỉ báng thì các ngươi mắc tội. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta không phủ nhận cái thế giới vô hình được ở nhà bé trà linh đấy là có cái con ngã quỷ này nó về nó ăn luôn ăn hết luôn đấy chứ không phải là, là là cúng mà không ăn đâu Nghe không? Đấy, thế thì tất nhiên cái phần mà sau khi chúng ta cúng xong rồi còn lại à, thì chúng ta có thể thọ thực cách bình thường hoặc chúng ta bố thí cho mọi người thì ở đây á bạn này bạn phản ánh về cái chuyện cái vị thí chủ này sau khi cúng cô hồn xong thì tung hết cái vật phẩm cái ở trong cái đàn tràng đàn thí đấy ra ngoài cho mọi người ta cướp ừ. và lấy làm rất là vui đứng ngắm mọi người cướp rất là vui à. thế thì ở đây thầy xin có quan điểm thế này cái chuyện mà mình bố thí thì là tốt rồi cúng cũng là tốt bố thí cũng là tốt nhưng mà bố thí như thế nào để cho mình có phước báo bố thí mà mang cái tính chất gọi là thí cùi cho như thế thì phước báo không phải là lớn khi chúng ta bố thí thì chúng ta được phước báo lớn là chính chúng ta phải tôn trọng cái người nhận của thí của mình nghe không? chúng ta bố thí mà gọi là giống như thí củi à, thì không được nó không được phước báo nhiều đâu Đấy. cho nên chúng ta tuy rằng đem cho nhưng cho với tất cả cái lòng tôn trọng kính trọng cái người nhận của mình dân Việt Nam mình có câu là gì của cho không bằng cách cho lời chào cao hơn mâm cỗ đó đấy dân mình đấy, coi trọng cái đấy của cho không bằng cách cho vâng. à, nếu chúng ta mà cúng xong chúng ta mời tất cả mọi người vào rồi chúng ta đi phát từng người người cái bánh người cái kẹo người cái quả người nắm xôi thì rất hoan hỉ cho mọi người xếp hàng trang nghiêm mình đến mình mời các bác các cô các cháu vào đây vâng. bác phát lộc cho rất là hoan hỉ Thế còn khi ta tung ra như vậy trong người đến tranh cướp nhau thì chúng ta thấy chúng ta đã gieo cái nhân không tốt đấy. Tuy là bố thí nhưng mà lại gieo nhân không tốt. Đó là gì? Hãy phân tích này chúng tôi. Thứ nhất ấy, là gieo cái hạt giống tham lam, tranh đấu, hạt giống cướp giật vào trong tâm hồn của những cái người nhận đồ thí của mình. Đúng không? Nhất là giới trẻ. Các cháu mà tung ra thế nó tranh nhau vào nó cướp, như vậy đại chúng thấy tự nhiên gieo vào trong tâm hồn các cháu cái hạt giống cướp giật trộm cướp đang nghe các cháu cứ cho vào ta phát từng người đàng hoàng thì không sao nhưng mà khi tung lên như vậy thì các cháu nó phải cướp thôi cướp thì nó phải tranh nhau phải chèn nhau phải chen lấn và có phải là ta đã gieo vào trong tâm các cháu hạt giống trở thành kẻ trộm cướp không cướp giật không ừ. yeah thứ hai nữa làm cho các cháu tăng trưởng cái tâm tham và tâm tranh đấu đấu tranh cái tâm đấu tranh cạnh tranh đấu tranh tất cả những cái tâm hạt giống tâm ấy đều là bất thiện. Đó. sau này đều trổ ra những cái quả không tốt cho các cháu mà cái nguyên nhân lại từ mình từ mình đến thưa đại chúng nhá cho nên bố thí không khéo đó, lại là khiến cho người ta tâm tham cho người ta cái tâm tranh giành cái tâm đấu đá, cái tâm cướp bóc, đấy, đấy là không tốt. Xét rõ về tâm như thế là mình thấy không tốt đấy. đấy. đại chúng thấy không? Đấy là về phía cái người nhận thí. Thế còn mình là người thí thì mình lại đang gieo cho mình cái hạt giống gì, đại chúng thấy. Chúng ta nhìn thấy mọi người xúm nhau vào, nhặt rồi tranh rồi cướp, đánh nhau. Mình lại vui, mình cười. Thế là đang gieo cho mình cái nhân gì bàng quang trước cái khổ đau của mọi người. Sau này mình sẽ bị sinh ra chính mình bị vào những cái chỗ đau khổ mà người ta không cứu mình đại chúng hiểu không mình nhìn thấy một người tranh giành và mình còn vui vui trong cái nỗi đau khổ của mọi người ấy. Đó. trong cái sự chiến đấu của mọi người mình gieo cái nhân ấy, mình đang gieo cái hạt giống ấy vào tâm mình đâu có tốt đâu đại chúng có thấy không Đó. hạt giống không tốt ừ. tức là mình sẽ mất đi cái hạt giống từ bi nữa vui mình vui với những cái mà họ tranh giành họ đấu đá giành giật nhau đấy là không tốt sau này mình sẽ bị sinh sứ vào cái chỗ không tốt thế rồi sao nữa mình thấy họ cướp giật cái đồ thí của mình à, mình dễ sinh cái tâm xem thường họ cho họ là những người đói khát mọi giờ tức là mình kiêu mạn cũng tự mình cho mình là cao quý hơn đấy lại là gieo cái hạt giống kiêu mạn cho mình nữa thì kiêu mạn kiếp sau mình lại bị sinh xứ vào chỗ thấp kém Đấy để chúng thấy cho nên chúng ta đi bố thí, đi từ thiện không phải chúng ta cho người cái người nhận vật của mình mà mình lại giống như cái người ban ơn cho họ đâu. Muốn được phước báu thì mình phải rất biết tôn trọng họ. Xem thường họ mình lại còn bị mất phước gì đấy chứ không phải chuyện. Đấy, thấy không? Ta nghĩ là ta ban ơn, kiếp sau mình lại bị sinh vào chỗ thấp kém. Đó. Vậy thì cho nên thầy xét đấy, nếu cái việc cúng cúng cô hồn xong mà bố thí cho mọi người theo cái kiểu tung ra cho người cướp này là không có lợi ích gì cho cái người cho cái người mà cúng cả nhé cho nên thầy khuyên nếu là phật tử chúng ta cúng cô hồn là tốt còn cái việc phân phát cái lộc đấy chúng ta nên tặng cho làm sao cho đẹp nghe không để sau khi chúng ta bố thí xong cả người nhận thí lẫn người thí đều đẹp lên thì mới, mới đúng là người con phật nghe không chứ không phải chúng ta thấy cái họ tranh cướp nhau cho đến đánh nhau mình lại nghĩ là vui cái đó là sai lầm cái đấy là một cái việc làm gieo cái nhân không tốt cho mình và cho người thì chắc chắn là cái quả báo không tốt sẽ xảy ra đại chúng thấy không nha đấy, phải tránh câu hỏi thứ hai kính bạch thầy gia đình con làm ăn bình thường Chồng con làm nghề lái xe cuối năm nào nhà con cũng làm lễ tất niên và lễ cuối năm để sang năm mới. Tiền đó con làm lễ cúng chúng sinh luôn. Nhưng con thấy mọi người bảo không được tự cúng chúng sinh, chỉ người mở điện hay làm ở chùa mới được cúng thôi. Mình mà cúng thì các chúng sinh ấy sẽ đến quấy phá gia đình nhà mình. Vậy thưa thầy, con có thể tự cúng không hay phải mời sư thầy về cúng ạ? À? từ trước con hay tự cúng rồi thì có làm sao không ạ à? kính mong thầy giải đáp giúp con đây cũng là câu hỏi về cúng ừ, cúng cô hồn cúng chúng sinh đấy tức là cúng cô hồn đấy thì thầy xin trả lời thế này cũng giống như câu hỏi trước à, cái việc cúng chúng sinh hay cúng cô hồn là việc làm tốt à, trong kinh nói là có phước báo ừ, đây là cái việc có tâm bố thí mình có cái phước báo của cái tâm bố thí thế thì cái việc cúng này á À, bạn ấy sợ ở đây người ta nói là mình không cúng được thì không phải mình vẫn có thể cúng được không phải chỉ thầy cúng mới cúng cái việc này được mình cũng có thể cúng đây cũng là cái việc bổn phận mà trong kinh tăng chi đức phật đã dạy thế còn nếu mình mời được các sư thầy người xuất gia có giới đức mà đến cúng cho mình thì ta chắc chắn là tốt hơn vì các thầy có giới đức và các thầy còn khai thị cho vong linh Đấy, và nhờ cái giới đức của các thầy mà các vong linh họ được chuyển hóa họ kính họ chuyển hóa chắc chắn nó sẽ tốt hơn Đấy, thế còn nếu không có thì mình tự cúng cũng vẫn được không nhất thiết phải mời thầy cúng nha và cái việc vong linh nó đến nó quấy phá mình thì cũng không phải như vậy vong nó quấy phá mình nó phải có duyên nợ với mình nó mới đến quấy phá mình được chứ không phải do mình cúng thí mà họ đến họ quấy phá thì nó không hẳn nhé Thế nhưng cũng có thể có những trường vong linh họ đến với mình vừa là duyên nợ nữa rồi họ quấy phá mình thì cái chuyện đấy là do duyên nợ của mình với họ thì chúng ta phải có cách giải quyết riêng cái chuyện duyên nợ nghe không cũng giống như khách nhà mình ấy mình mời mình đãi mọi người đến ăn trong đó thì có những người mình mắc nợ người ta người ta đến người ta nhân thể đến ăn cố chúng tôi đòi nợ ông luôn cái chuyện đấy là có nghe không chứ không phải không có nhưng cái chuyện đấy là chuyện riêng không phải do lý do vì mình cúng thí cho họ mà họ đến họ quấy phá mình quấy phá phải có nhân duyên có duyên nợ với mình đấy thế thì thầy xin trả lời để cho bạn này bạn hiểu rõ và bạn an tâm từ trước đến nay đã cúng rồi thì mà không xảy ra vấn đề gì thì không có gì phải lo cả nhé bạn vẫn cúng bình thường nhé. câu hỏi từ một cái nick facebook tên là Nguyễn Dịu hỏi này Kính bạch trên thầy con có việc thắc mắc xin được thầy chỉ dạy giúp con. Con đã nghe nhiều bài giảng của thầy và được học cách bài trí mâm cỗ chay để dâng cúng gia tiên. Nhưng con không hiểu vì sao mà ta lại chỉ đặt một đôi đũa lên bát ở giữa, còn hai bát ở hai bên lại là một chiếc đũa Kính mong thầy chỉ dạy cho con được thanh thông ạ. À. Con thành kính tri công đức của thầy. À. Câu hỏi này thầy cũng nghe thấy có nhiều nhiều Phật tử thắc mắc nhưng thầy cũng chưa có dịp để trả lời. Hôm nay bạn này bạn hỏi thầy xin trả lời luôn. À, thứ nhất là bạn đi đi, đi có dự những cái lễ cúng chay thì bạn thấy có bầy trên bông cỗ để cúng cho vong đó, thì có ba bát cơm đó, thì bát ở giữa thì có một đôi, hai bát hai bên để mỗi bát một chiếc. thì bạn thắc mắc, Nghe không? thì tất nhiên thưa đại chúng cái việc cúng cấp cho người đã mất ý, thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều cái tập tục khác nhau yeah. tập tục khác nhau chứ không phải không mà chúng ta người việt nam thì ảnh hưởng của cái thọ mai ra lễ rất là nhiều yeah. thì chúng ta thấy ở đây á, thì thầy xin giải thích mà theo quan điểm của cá nhân thầy và cũng theo cái nhìn mà tinh thần của nhà phật nhé yeah. yeah. thầy thì xin giải thích thế này chúng ta cúng cho cái vong linh đã khuất đấy yeah ba bát cơm. Bát ở giữa là bát mà gọi là cúng cho vong để đầy đủ một đôi đũa. Vì người Trần chúng ta ăn cơm thì vẫn có đũa, mà dân mình ăn đũa. Và tất nhiên, các nước khác họ không cúng, họ không ăn đũa, thì chắc họ không cúng đũa đâu. Nghe không? Người ta cúng đũa là một đôi để cho vong ăn. <laughs> hai bát hai bên, mỗi bát một chiếc. Thì thầy nghĩ là nó vừa là hai bát hai bên là cân đối, mỗi bán một chiếc tại sao lại một chiếc? người ta thường nói là đũa phải có đôi, mà bây giờ đũa mà mất đi một chiếc, tức là đũa bị bị thiếu. Thế thì cái đôi đũa mất một chiếc này này là thể hiện cái sự mất mát, hiểu? Không? và đây là gì thể hiện cái sự nhớ nhung, thương nhớ của người còn sống gửi cho người đã khuất mà gọi là mượn vật để để tả tình, mượn cái cảnh cái đũa mất một đôi đũa phải có đôi mà đũa mất mất một chiếc rồi, giống như là vợ mất chồng, con mất cha, Nghe không? cháu mất ông Đấy. thể hiện cái sự mất đi rồi. Cho nên theo thầy thầy nghĩ là cái việc làm này của của người xưa có lẽ là gửi gắm cái đấy trong cái mâm cúng này nói là người sống vẫn còn rất nhớ rất tiếc người đã khuất người đã khuất là mất mát một sự mất mát tiếc thương gửi cái tình cảm đến cho người mất hai chiếc đũa hai bên đó để cho nó cân xứng Nghe không? đấy đại chúng hiểu không nào cho nên cái nghĩa cái cái chiếc đũa này theo thầy nghĩ chỉ là cái nghĩa tượng trưng thể hiện cái sự thương nhớ cái sự tiếc thương cái sự nhớ nhung trong lòng người sống đối với người đã khuất người đã mất đi người ta rất là muốn mình ý, vẫn còn ở trong lòng người sống chứ mà mình mất rồi con cháu chẳng nhớ gì đến mình vợ con chả nhớ gì đến mình người ta rất khổ đấy thưa đại chúng người ta người ta nghĩ là khổ lắm đấy đấy là theo cái nghĩ của người con người chúng ta à, mình chết rồi nó coi như không nó chả tiếc chả thương chả nhớ gì tủi thân lắm thế này chúng chết mà không một ai thương xót không một ai nhớ gì đau khổ lắm thế này chúng Đấy. cho nên hình ảnh cái chiếc đũa mất một ấy là thể hiện sự sự tiếc thương sự nhớ nhung trong thọ mai ra lễ này chúng nhớ còn có cái chuyện mà người ta à, mở cửa mã ta dẫn con gà mẹ với đàn gà con ra mộ Đó. làm lễ thế tại sao lại có đàn gà con với con gà mẹ nữa? À. thế giống như là cha chết mẹ chết thì giống như là gà con mất mẹ con gà con nó tìm mẹ nó kêu chip 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 tượng trưng cho chúng con mất cha mất mẹ giống như con gà con nó mất mẹ vậy đấy Đó dẫn đàn gà ra mộ Đó. hay là cái người ta trong Thọ mai ra lễ ta cũng thế mà lấy dây chuối để mà buộc buộc lưng này rồi buộc lên làm cái mũ đội trên đầu Đấy. thế là vì sao chúng ta biết cái cây chuối ấy, thì khi mà nó ra buồng rồi nó trổ buồng chín buồng rồi thì là cây chuối nó hỏng nó chết cái cây chuối coi như là xong cái bổn phận khi đã trổ ra buồng rồi là cây chuối là sẽ chết là xong Đấy. Thế thì cũng vậy Cha mẹ mình thế Sinh con xong lo cho con xong rồi cha mẹ chết Nghe không nên Cho nên cái cây chuối nó, nó rất có ý nghĩa à, Cái lá chuối Cái tẩu lá chuối Nó tả tơi ra à, Rất là giống hình ảnh của cha mẹ mình Tả tơi một đời vì con nên Cho nên trong tang ma người ta hay dùng dây chuối này cái bàn thờ cũng có lấy cái cây chuối để mà đặt lên hai bên bàn vong đó có ý nghĩa tượng trưng đấy thưa đại chúng cho nên thầy nghĩ cái việc hai cái đũa hai bên này đều mang ý nghĩa tượng trưng thể hiện cái sự mất mát và người sống thấy đây là mất mát cái người đã mất thế này đây là mất mát một nỗi mất mát to lớn nghe không đấy to lớn đấy. thầy nghĩ có lẽ đây là cái ý nghĩa tượng trưng và chính cho cái cái việc này đấy để chúng ta nhớ là chúng ta khi cúng cho người mất phải nhớ phải thương nghĩ đến người đã mất cho họ không bị tủi thân an ủi nghĩ rằng người đã mất nhưng vẫn sống trong lòng của người còn lại người ở lại Thấy không tuy nhiên là cũng có một số quan điểm khác thầy cũng tìm hiểu thêm một số quan điểm khác họ nói là à, cúng như vậy á hai cái bát hai bên ấy là để cúng cho gọi là cái vị thần gọi là là, là, là tà thần quang và hữu thần quang <laughs> khi chết rồi vong linh là có vị thần quang đi theo cho nên là vong linh về là có tà thần quang hữu thần quang đến cho nên hai cái bát này là cúng cho hai cái vị thần ấy. thần thì không cần phải ăn bằng đũa đôi ăn đũa một <laughs> đấy thế rồi lên có quan điểm thì lại bảo là cái bát chính ở giữa là cúng cho vong linh Thế còn hai bát hai bên là cúng cho các vong các vong cũ gọi là ma cũ nghe vì ma cũ họ khỏe hơn ma mới cho nên chỉ cho ăn một chiếc đũa thôi cho một đôi là nó ăn cướp nhanh hết cả phần của vong chính <laughs> họ lý giải thế cho nên cúng cho vong cũ chỉ mỗi, mỗi chiếc này để, để <laughs> ăn một chiếc thì là chúng thấy gấp làm sao được cho nên là phải ăn chậm còn ma mới vong nhà mình mới chết xuống thì cho ăn một đôi nguyên nghe không? họ, họ lý giải thế Thầy xét thầy thấy nó không có đúng Nhất là cái chuyện bảo cúng cho ma cũ và ma mới Vì đây là cái lễ này là cúng cho chính cái vong này Chứ có cúng cho vong khác không được mời đâu Mình cúng cho vong nào Vong gia tiên nhà mình hay vong bố mẹ mình là mình bạch rõ ràng rồi Chứ đâu có phải mời tất cả các vong khác đến đâu Mà lại, mà lại bày hai cái đũa hai bên cho họ Vì Tôi cúng là cho chính cái vong hôm nay Đấy, cái mâm cơm này là cúng cho vong linh tôi mời cơ chứ không phải cho những vong linh khác nghe không đấy cho nên cái, cái thuyết mà bảo là là để cho các vong khác là ma cũ họ ăn nhanh hơn họ khỏe hơn thì không đúng thầy bảo cúng cho thần quang thầy nghĩ chắc cũng không nó cũng không đúng cho tinh thần nhà phật mình cho nên ấy, cái tập tục này ấy, tuy nó không phải của đạo phật thưa đại chúng nhưng mà thầy xét nếu xét về ý nghĩa là người còn sống thương nhớ nhớ tới người đã khuất thì là một đạo lý tốt, đạo lý của tình người, nghe không? chứ chúng ta người đã mất rồi ta coi như họ chết là mất hẳn rồi không còn gì nữa, cũng không, không thương không nhớ thì cái đó không tốt cho chúng ta, không phải là thiện pháp, nghe không? còn chúng ta nhớ tới người đã khuất, có nhớ và cúng họ thì phải nhớ đến họ chứ, cúng ông bà, cúng cha mẹ phải nhớ đến bà cha mẹ và chúng ta phải học được cái gì hay tốt những lời căn dặn của ông bà của cha mẹ đối với chúng ta, thì cái đó là tốt. Đây cũng là cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, nên duy trì. Chính vì thế cho nên ở chùa mình ấy, thì Thầy cho đại chúng vẫn duy trì cái hình thức này. Những cái gì của người xưa, nếu mà tốt đẹp, thì chúng ta có quyền giữ gìn và phát huy. Và cái gì không tốt, không phù hợp, ta có thể, ta có thể bỏ. Không nhất thiết là cứ xưa bày thế nào, nay phải làm như vậy. Quan điểm chúng ta là đệ tử Phật là phải như vậy. Nghe không? không phải lệ cổ, không bắt buộc xưa sao nay vậy, không phải thế. Cái gì thích hợp, lợi ích à, thì chúng ta dùng và chúng ta phát huy nhé. Cho nên để đại chúng hiểu như vậy cho Thầy, hiểu như vậy và chúng ta nên hiểu như vậy. Thế thôi chứ nó không có cái gì là, là kỳ đặc cả đâu nhé. Rồi. Kính thưa đại chúng, có câu hỏi từ tài khoản YouTube tên là đại hưng gửi về cho thầy như thế này con kính bạch thầy dân gian quan niệm rằng tháng bảy âm lịch chính là tháng cô hồn tháng của ma quỷ không đem lại may mắn thế nên trong tháng này mọi người truyền tay nhau về rất nhiều những điều cần phải kiêng kỵ như là không được treo chuông gió ở đầu giường không được đi chơi đêm không nên mày dao mày kéo không nên thề thốt hay nói bậy không hù dọa người khác không nên mua vàng vân vân vậy những điều kiêng kỵ này điều nào là đúng điều nào là sai và chúng con cần làm gì để tránh xui xẻo trong tháng bảy cô hồn này ạ à? kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con con xin tri ân công đức của thầy bạn đại hưng bạn gửi câu hỏi về cho thầy như vậy đại chúng nghe rõ chưa bạn hỏi về cái tháng cô hồn này nè đấy sắp đến tháng 7 rồi hôm nay là tháng 6, mấy hôm nữa là sang tháng 7 rồi cho nên là rất nhiều người quan tâm đến cái tháng 7 này thấy không? và tháng 7 này cũng được gọi tên là một cái tháng rất đặc biệt là tháng cô hồn <laughs> và trong cái tháng cô hồn này có rất nhiều chuyện mà người ta nghĩ ra để phải kiêng kỵ đấy bạn đại hưng bạn nói là đấy bây giờ người ta nói là phải kiêng nhiều thứ lắm trong cái tháng này nghe không những cái việc lớn trong đời là không nên làm vào tháng này xây nhà cưới gà là không phải không trừ cái việc chết hay vì chết thì không ai mà quyết định được mà. chết thì chết vào tháng nào kể cả mùng một tết chết cũng phải chịu không ai có thể mà mà gọi là đặt lịch với ông thần chết được cả chỉ khi mà các vị tu hành Mọi đặt đạo tự tại trong sinh tử thì họ có thể ra đi theo tùy ý được nghe không Đấy. thế thì thầy xin trả lời câu hỏi của bạn đại hưng cũng như, như cho đại chúng về cái vấn đề này trước hết ấy, là mình phải nói đến cái xuất xứ của cái cái từ một tháng cô hồn nghe không cái danh từ cô hồn nó cũng xuất xứ từ trong phật giáo nghe không từ trong đạo phật mới có cái từ cô hồn nghe không Đó cô là cô đơn nghe không? Ừ, cô độc cô đơn à, thế mà hồn là cái vong hồn là linh hồn ừ, vong linh đấy đấy thế thôi đấy. Thế cái, cái vì cái người chết ấy là ra đi một mình chẳng ai đi cùng cả cho nên cô đơn <laughs> gọi là cô hồn đấy. thế tại sao mà cái tháng bảy này được gọi là cái tháng cô hồn thì cái này ấy, nó có cái nhân duyên mà xuất xứ từ trong Phật giáo. Trước hết thầy nói là cái truyền thống ngày xưa đó, từ thời Đức Phật còn tại thế thì Chư tăng có truyền thống là một năm là có ba tháng an cư vào mùa hạ mùa mưa đó. thì do cái tháng tháng mùa mưa này côn trùng nó sinh ra rất nhiều, nó bò khắp nơi trên đường, run này dế này cóc nhái rất nhiều, kiến trùng các thứ. cho nên Đức Phật mới chế ra ba cái tháng này là chư tăng không có đi khất thực nữa tập trung ở lại một chú xứ nào đó một tịnh xá nào đó hay ở một cái khu vực nào đó để mà ở yên ở đó gọi là an cư an cư là ở yên tập trung lại mỗi một vùng mỗi một khu vực có một cái khu như thế để và cái phần mà ẩm thực ấy, thì các thí chủ họ sẽ mang đến cái trụ xứ đó để họ cúng dường hàng ngày là chư tăng phải đi khất thực ôm bát đi khất thực nhưng cái trong ba tháng an cư này chư tăng không ôm bát đi khất thực nữa mà dân chúng hay là các cái tím chủ tím tâm người ta sẽ mang thực phẩm đến người ta cúng dường vào cái chỗ chú xứ này để cho chư tăng ăn đó và trong ba cái tháng này thì chư tăng rất là tinh tấn tu tập gọi là trau dồi giới đức thúc liễm thân tâm Nghe không? sách tấn nhau tu học kiểm điểm nhau sách tấn nhau tu học tinh tấn cho ba tháng an cư rất là quan trọng đối với người xuất gia các tu sĩ phật giáo và đạo phật thì lấy ba tháng an cư này để tính tuổi cho người tu đấy có thể người này mà đi tu nhiều năm nhưng mà không chịu an cư thì cũng không được tính tuổi gọi là tuổi hạ hạ lạp đấy nhé Thầy nói một chút để chúng hiểu về Tại sao gọi là tuổi hạ hay là hạ lạc của người xuất gia Có khi một người đi tu 20 năm rồi Nhưng mà mới đi an cư có 7 năm Thì người này chỉ được có 7 tuổi tu thôi 7 tuổi hạ thôi Đấy không được tính đâu Những năm mà không đi là không được tính Cho nên những cái tháng an cư này Rất quan trọng đối với chư Tăng Đấy. Tất nhiên một cái nguyên nhân nữa Mà Đức Phật chế ra 3 tháng an cư Là vì trong ba cái tháng này Thì các chúng ngoại đạo người ta cũng ở yên tập trung lại à, thời đức phật có rất nhiều các cái đạo giáo khác thì họ cũng lấy ba cái tháng này để họ ở yên thế rồi trước đó thì chưa tăng chưa chế đức phật chưa chế thì chưa tăng ba tháng này vẫn đi khất thực thì ngoại đạo họ mới chê trách họ bảo làm gì các vị sa môn đệ tử đức cù đàm mà mùa mưa thế này vẫn còn ôm bát mà đi xin ăn Nghe không? Thì chính do những cái đấy là cái nhân duyên để đức phật cũng chế cho chư tăng 3 tháng này an cư nha đấy đây là cái nhân duyên thế rồi đến cuối cái mùa an cư thì tất cả chư tăng có cái ngày gọi là ngày tự tứ à, tự tứ nghĩa là tự mình bộc bạch hết lỗi lầm của mình ra trước đại chúng và thỉnh đại chúng soi sáng chỉ lỗi cho mình để cho mình biết những cái lỗi lầm nào mình không thấy không biết thì cũng xin đại chúng chỉ cho soi sáng cho để mình biết để mình sửa mình sám hối cái ngày đó gọi là ngày tự tứ ngày cuối cùng của mùa an cư là tự tứ thế ở việt nam chúng ta hiện nay thì đặc biệt là có hai truyền thống phật giáo chính lớn là phật giáo bắc tông và nam tông phật giáo bắc tông thì bắt đầu mùa an cư là từ ngày 16 tháng 4, còn nếu mà chậm là 16 tháng 5, sau đó đến ba hết 3 tháng là đến rằm tháng 7 hoặc là rằm tháng 8. Đấy cái người mà bắt đầu từ cái 16 tháng 4 thì gọi là tiền an cư. Thế còn nếu mà nơi nào chậm thì từ 16 tháng 5 gọi là hậu an cư, bắt đầu từ 16 tháng 5 gọi là hậu an cư nhé. Đấy là Phật giáo Bắc Tông. Thế Phật giáo của các sư Phật giáo Nam Tông ấy, thì các ngài an cư lại chậm hơn. Các ngài bắt đầu từ ngày 16 của tháng 6 cho đến 15 tháng 9. Đấy, đấy gọi là tiền an cư của Phật giáo Nam Tông. Thì hậu an cư tức là chậm hơn một tháng thì là từ 16 tháng uh, 7 cho đến 15 tháng 10 Nhá. thì đấy gọi là hậu an cư thế thì thầy nói qua một chút để đại chúng hiểu thế nào là an cư tiền an cư hậu an cư thì nhìn chung cả hai hệ phái này á cái thời gian an cư thì đều đi qua tháng 7 hết đều có tháng 7 hết vào đều có tháng 7 ở trong đó nhé Thế thì câu chuyện mà tháng cô hồn rồi là tháng vu lan hay là cái cúng rằm tháng bảy nó xuất sinh từ một cái bài kinh ở trong kinh điển Phật giáo Bắc Tông là kinh vu lan trong kinh vu lan hay còn gọi là vu lan bồn đấy thì kể cái câu chuyện ngài mục kiều liên mà khi ngài tu đắc đạo rồi thì ngài nghĩ tới mẹ mẹ của ngài đã mất trước đó lâu rồi. Ngài Mục Kiều Liên là con của một gia đình rất là giàu có. À, thế thì cha của ngài thì cũng mất sớm. Mẹ của ngài thì lại là một cái người mà không có lòng tin với Phật giáo. Bà rất là bất kính với Phật giáo, phỉ báng, bôi nhọ nghe. Không? Nên còn nói xấu chúng tăng nhiều chuyện lắm. Đấy. Mặc dù con trai mình đi tu đắc A La Hán. Đó, là đệ tử và bậc nhất thần thông của Phật là 10 đệ tử bậc nhất đấy. Thế nhưng mà bà thì lại không tin. Đấy, đại chúng thấy nó có phải duyên, duyên nghiệp mỗi người mỗi khác không? Mà là mẹ là con với nhau có phải là giống nhau được đâu. Anh em ruột thịt cho đến sinh đôi chứ cũng không thể giống nhau về tâm tính được. Nghe là duyên mỗi người mỗi khác. Chỉ có cái duyên là mẹ là con thôi chứ không phải có cái duyên về tu tập đạo pháp chẳng hạn. Đại chúng nhớ như vậy. Cho nên mỗi người mỗi nghiệp khác nhau. Đấy gọi là biệt nghiệp. Thế thì bà Thanh Đề này, bà mất do ác nghiệp của bà thì bà đọa vào ngã quỷ, làm một ngã quỷ, tức là quỷ đói, rất là đói. Không? Thế thì Mục Kiều Liên khi ấy thì mới nhớ tới mẹ thì mới dùng thiên nhãn Ngài soi hết, tìm kiếm trên trời, rồi, dưới đất, không thấy mẹ đâu. Thì Ngài nghĩ là chắc mẹ Ngài phải sinh lên trời chứ. Phải không? Nghĩ mình đi tu này bà ở nhà chắc bà cũng phải chăm chỉ tu hành rồi cúng dường chúng tăng làm phúc chứ ai ai dè đâu là bà lại không thế đến lúc về sau ngài mới nhìn xuống ngã quỷ thì thấy mẹ mình là một ngã quỷ đương nhiên đại chúng biết là thế này này chỉ có mắt bậc thánh mới biết được thôi phải không à, vì đại chúng biết cái hình dáng của ngã quỷ thì đâu có giống hình dáng của mẹ ngài lúc ở trên trần gian đâu Chúng ta cũng thế này này, ví dụ người thân của mình mà lạc nhau mất ba chục năm thì mình không thể nhận ra được, có đúng không? Ba mươi năm hay hai mươi năm rồi về, chưa chắc mình đã nhận ra. Đây là ngay trong kiếp này này, hiện kiếp bây giờ, mình mà đi vắng khoảng ba mươi năm về, chưa chắc đã nhận ra cái người ấy ngày xưa, thay đổi hết rồi. Huống hồ bây giờ là từ thân người biến thành một ngã quỷ. Nếu mà là người phàm, chúng ta không thể biết ngã quỷ đấy là mẹ mình được. Nhưng mà mắt của Bậc Thánh thì các ngài nhìn, các ngài biết đây chính là mẹ của mình hình dáng con ngã quỷ nó khác hẳn hình người chứ các con biết lắm bụng to cổ nhỏ và tóc tai xõa sợi rồi nó, nó kỳ quái lắm thì ngài biết đây chính là mẹ mình rồi sao lại khổ thế này thì ngài biết là ác nghiệp của mẹ thì lúc ấy ngài mới đi khất thực để lấy một bát cơm về mang xuống cho mẹ ăn bị ngã quỷ là đói lắm thế thì khi mà ngài mang bát cơm xuống dâng cho mẹ thì ngã quỷ nhìn thấy cơm là thèm lắm đói bao nhiêu là năm tháng đói khát thì nhưng mà vì cái tính bòn sẻn của bà ấy và cái tính tham lam ích kỷ cho nên bà cầm bát cơm ấy, bà ăn thì lại xung quanh rất nhiều ngã quỷ đói khác nữa cho nên bà ấy, lấy tay bà che bát cơm lại như này một tay thì bốc ăn một tay thì che lại để cho ngã quỷ khác không nhìn thấy Đấy. thế chính cái lòng tham này cái ích kỷ này thì cái bát cơm tự nhiên nó biến thành than hồng bà không thể ăn được mà một kiều liên dùng thần thông thì cũng không thể biến bát cơm trở lại bình thường cho bà ăn được không thể biến được đấy đại chúng đấy thần thông không làm được gì cơ mà một kiều liên rất là khổ tâm đành phải đi về bạch với phật là mẹ con bị như vậy con không biết làm sao để cứu được mẹ thì đức phật mới nói là thôi bây giờ phải nhờ đến thần lực của mười phương tăng mà đợi đến ngày mà chưa tăng tự tứ đó cuối khóa an cư này nè nhé Đấy, tất cả chư tăng các nơi họ tụ về à, làm lễ tự tứ à, thì lúc ấy thì ông xin cúng giường trai tăng nhé thì nhờ công đức chú nguyện của chúng tăng tu hành trong ba tháng an cư thanh tịnh như vậy hồi hướng thì mẹ ông sẽ thoát được kiếp ngạo quỷ đó, không những mẹ ông mà nhiều ngạo quỷ ngày hôm đó sẽ cũng được thoát đấy, thế và ngày một kiểu liên thì đã quyết định coi như là về bán nhà đi rồi lấy tịnh cài đấy vào để thiết lập một cái trai đàn rất lớn và thỉnh Phật và chúng tăng đến là cúng dường trai tăng. Nha. Và sau cái buổi lễ cúng dường trai tăng ấy, chư tăng chú nguyện hồi hướng phước báu cho mẹ ngài và cho các chúng ngã quỷ thì ngày hôm ấy mẹ ngài được thoát kiếp ngã quỷ sinh về cõi trời. Và rất nhiều ngã quỷ cũng được sinh về cõi trời. Đấy là câu chuyện trong kinh Vu Lan Bồn à, nói. Nghe không? Từ trong cái bài kinh này mà Phật giáo Bắc tông chúng ta có truyền thống là đến ngày rằm tháng 7 gọi là lễ Vu Lan, Đó, gọi là Vu Lan bồn. Cái chữ Vu Lan bồn nghĩa là giải đào huyền nghĩa là cái giải cái tội nhân treo ngược, cái cực hình bị treo ngược. Lễ Vu Lan bồn là như vậy đấy. Đó. Chúng trong địa ngục bị đọa vào địa ngục bị treo ngược bị xử hành xử rất khổ, Sử, Sự xử tội rất khổ. Cho nên là cái lễ này nó làm cho người ấy được giải, không bị tra tấn hành hạ nữa. Đó. Thì nhờ công đức của chúng tăng tu tập thanh tịnh trong ba tháng an cư mới hồi hướng mới có thể cứu được cho các vong linh ở trong ngã quỷ này nhé đấy thì từ câu chuyện này mà trong kinh nói rồi sau này thì mới chuyển ra trong nhân gian thì người ta mới nghĩ là đến cái tháng 7, nhất là ngày rằm tháng 7 là ngày chưa tăng tự tứ theo phật giáo bắc tông nghe còn phật giáo nam tông thì người ta tự tứ vào rằm tháng 9 hoặc rằm tháng 10. nghe đó như vậy, chúng ta thấy hiện nay theo truyền thống Phật giáo thì cái ngày tự tứ cũng không phải là nhất định một ngày và có những đến bốn ngày. Và Phật giáo Bắc Tông thì có hai ngày, dằm tháng bảy hoặc dằm tháng tám, chứ tăng tự tứ. Tùy theo tiền an cư hay hậu an cư. Đó. Và như vậy là trong cái tháng bảy thì chư tăng nào cũng an cư hết, á Bắc Tông hay Nam Tông. nhé. Và chính cái ngày mà chư tăng mà tự tứ này ấy, thì chư Phật hoan hỷ lắm vì chư tăng tinh tấn tu hành cho nên chư phật hoan hỷ ở đây cái chữ mà cái, cái việc mà nói là chư phật hoan hỷ thầy cũng phải mở ngoặc một chút nói là phật hoan hỷ thì nó cũng không đúng <laughs> tất nhiên mà nói là phật hoan hỷ cũng được vì chư tăng là đệ tử phật mà đệ tử lười tu thì đúng là phật cũng không vui đâu mà đệ tử chăm tu thì nói là phật vui cũng được tất nhiên phật vui mà cũng không phải là vui như chúng ta chúng ta vui thì chúng ta vui hớn vui hở phải không? <laughs> vui, vui nở mũi ra nhưng đức phật không có cái vui như của chúng ta ngài thì lúc nào cũng thế thôi nhưng gọi là phật vui thì gọi thế chứ còn không gọi đức phật thì chẳng có vui mà chẳng buồn gì cả đâu Nghe? ở đây thầy nói là kể cả coi như là cái gì chăng nữa phật cũng không có buồn và thế gian này có mở tiệc hội tưng bừng cả tháng phật cũng không vui Nghe không? nhưng mà ở đây nói là nói theo cái, cái cảm nghĩ cái suy nghĩ của người người thường chúng ta và chư tăng này phật tử là đệ tử phật lười tu thì phật buồn phật không vui mà chăm tu thì phật vui là mình nói thế thôi cũng được phật cũng không trách đâu nhé thế thì cái ngày đấy gọi là phật đà hoan hỷ cho chư phật mười phương chư phật hoan hỷ vì tăng chúng tinh tấn tu hành thì chư thiên hoan hỷ pháp giới hoan hỷ và vua diêm ma cũng hoan hỷ à, các cõi đều hoan hỷ thế thì do hoan hỉ như vậy cho cho nên ấy, các tội nhân ở trong ngục là được giảm tội, được xá tội <laughs> cũng giống như ở trong nước mình đến ngày quốc khánh này hay là ngày giải phóng thì chủ tịch nước là thường ân xá cho các tù nhân, phải không? chủ tịch nước thì gọi là đặc xá, Đấy, hay là quốc hội họp thì ra quyết định là đại xá, Nghe không? cho các cái phạm nhân các tội nhân đó thì thường vào những cái ngày quan trọng của đất nước ngày vui thì hay có những cái việc ân xá như vậy. Thế thì ở đấy là cái ngày mà chúng tăng tự tứ chư Phật hoan hỷ, chư thiên hoan hỷ cho nên ấy, ở trong địa ngục cũng hoan hỷ vì hoan hỷ cho nên là vua Diêm la là cũng ân xá cho các phạm nhân tội nhân trong đó được giảm tội hoặc được tha tội chuyển kiếp, tha tội là hết tội cho đi chuyển kiếp. Đấy là cái câu chuyện mà mình lại lý giải theo cái rất là thông thường nhé yeah. vì vậy cho nên người ta gọi cái ngày đấy là cái ngày gọi là xá tội vong nhân à, đại chúng rõ chưa nào cái chữ xá tội vong nhân là như thế xá tức là ân xá cho các tội nhân vong nhân là cái người đã chết rồi ở trong địa ngục ừ, đấy. thì có cái việc xá tội vong nhân là do có việc tăng chúng tu hành tinh tấn thanh tịnh cho nên ấy, pháp giới này được hoan hỉ chư Phật chư Thiên chư thần hoan hỷ, địa ngục các vua Diêm Vương cũng hoan hỷ cho nên có chuyện xá tội cho vong nhân. Cái này nói thì nó để lý giải ra thì nó cũng khá phức tạp đấy, nhưng thầy nói ví dụ như lấy để chúng dễ hiểu nha. Tức là cái nhân cái ngày vui ấy thì cái thiện tâm thiện căn của chúng sinh nó đều có tăng lên. Nha, cái người trong ngục trong tù cái thiện tâm họ cũng được sinh ra, cho nên họ được tiêu tội đấy. Họ được tiêu tội cho nên là vua ngục với tha tội giảm tội cho họ là thế nhé đó thế đấy để thầy nói là cái cái tại sao này gọi là cái ngày lễ dằm tháng bảy hay gọi là cái tháng xá tội vong nhân cái ngày xá tội vong nhân đó. và quan niệm của dân gian thì người ta cho rằng cái tháng 7, cả cái tháng bảy đấy là cái tháng mà các vong hồn các cô hồn được địa ngục mở cửa cho được ra. Và họ cho là mở cửa địa ngục từ ngày mùng 2 tháng 7. Thế rồi là các vong linh, vong hồn là thoát ra, đi lang thang trên trần gian này cho nên họ gọi là tháng cô hồn. tí nữa Thầy sẽ phân tích xem cái việc này nó có đúng hay không. Đấy. Nhưng mà đấy đã đang nói về cái, cái, cái xuất xứ, cái nguyên do của cái gọi là cúng rằm tháng 7 này, của cái gọi là tháng cô hồn này là từ trong Phật giáo từ trong đạo Phật mà Phật giáo Bắc Tông, Đó Phật giáo Nam Tông họ không có quan niệm này Nhá. Phật giáo Bắc Tông thì có cái quan điểm này mà từ bài kinh Vu Lan ra đã về từ cái tích sự tích ngày một kiểu liên cứu mẹ và từ cái truyền thống Phật giáo an cư kiết hạ và tự tứ cuối mùa an cư Nhá. đại chúng rõ chưa nào? Cho nên có cái thuyết mà xá tội vong nhân có cái thuyết mà cúng ngày rằm tháng 7 là lý do như vậy. Ừ. Thế thì từ cái chỗ này á, lan trong nhân gian á thì mọi người lại sinh ra những cái quan niệm rất là sai lầm. Họ nghĩ là cái tháng này là tháng cô hồn đi lang thang vất vưởng trên trần gian, cho nên là phải rất là cảnh giác, rất là kiêng kỵ nhiều thứ. Ừ. Họ nói là cái tháng bảy này là tháng rất nhiều vấn đề, vì người âm người dương là sống lẫn với nhau như thế này. Uh, rất là sợ cho nên họ đề ra những cái quan niệm phải kiêng nhiều thứ thầy xin liệt kê một số cái kiêng ở trong dân gian như này ở cái tháng 7. thứ nhất ấy họ kiêng là không đi chơi đêm trong cái tháng cô hồn này vì họ sợ là đi chơi đêm này uh, gặp phải các vong hồn vất vưởng uh, rồi họ theo về nhà cho nên uh, họ bám vào mình cho nên là sẽ nguy hiểm đấy là cái thứ nhất nhé yeah mà đương nhiên cái tháng này gọi là tháng cô hồn thì mọi người cũng sợ đấy tối đi ra ngoài cũng sợ mà cái tháng bình thường mà không phải cô hồn thì mình đi đêm mình còn đỡ nhưng mà tháng này là đi đêm là gặp ma là sợ thế cho nên họ bảo là cái tháng này không nên đi đêm thứ hai là không nên phơi quần áo vào ban đêm Để họ đưa quan điểm vì họ sợ là ma quỷ nó sẽ mượn quần áo của mình nó mặc hay là nó vẽ vời lên trên quần áo của mình ấy những cái vong linh nào nó thích là trước đây nó làm họa sĩ bây giờ nó, nó sẽ vẽ lên quần áo của mình nó ố nó phai này khác nhau thứ ba là không được gào thét gọi tên nhau giữa đêm khuya nghe vì gọi như vậy là ma quỷ nó nhớ được tên của mình rồi nó sẽ nó sẽ đi theo mình đấy nó đưa những quan điểm đại chúng thấy nó rất buồn cười đúng không? bây giờ ma nó đi ngoài đường bây giờ mình gọi tên nhau to nó nhớ à cái ông này tên là gì đấy buổi sau nó đến cửa nó gõ nó hú gọi tên mình nhau À, chúng cứ nghe nhé, hiểu cái rất là vui, nghe không? Thứ tư là không được tùy tiện đốt vàng mã, nghe không? À, cho nên ở đây họ nói là đốt vàng, đốt mã cái Tháng 7 là vong linh nó sẽ bu vào, bám vào người mình rất nhiều Vì tháng này là ma đói, quỷ đói, đi lang thang nhiều lắm Đốt vàng, đốt mã Cái này thì Thầy nói luôn Quan điểm về đốt vàng mã thì đối với Phật giáo là Quan điểm này hoàn toàn sai lầm, nghe không? phật giáo không có chủ trương đốt vàng mã không có dạy phật tử tín đồ đốt vàng mã đốt vàng mã hoàn toàn là cái việc vô ích Nghe không? không có lợi ích gì cho người sống và người chết cả còn ô nhiễm môi trường còn tốn tiền tốn của có khi là còn bị tai họa cháy nhà cháy chợ đó cho nên là cái quan điểm đốt vàng mã là sai ở đây thì người ta bảo kiêng đốt vàng mã tức là vẫn cho phép đốt vàng mã nhưng mà đừng đốt vào tháng 7 vì tháng 7 là sợ vong hồn nó tranh nhau vào nó cướp rồi nó bám vào mình đấy, thì đối với đạo Phật ấy thì đốt vàng mã đã là sai rồi chứ đừng nói là đốt vào tháng 7 nha yeah. thứ năm là không được ăn vụng đồ khi cúng cô hồn nha yeah. vì họ nói là bây giờ rất nhiều cô hồn nó đến mà mình ăn mình lấy đồ của họ thì họ sẽ tức họ sẽ hại mình đấy thứ sáu là không được đứng gần cây đa cây đề thì họ nói là quỷ thì ở gốc đa ma gốc đè mà cho <laughs> nói thế cho nên cái tháng này là cô hồn nó bám vào những gốc cây đa cây đè nhiều lắm mình mà đứng vào đấy là nó bám theo mình đấy nghe không ừ. cái đó thì đấy là cũng là cái quan niệm của họ đấy tí nữa thầy mới nói nó đúng sai thế nào tất nhiên thầy nói là cái tháng 7 là cái tháng mưa rông chúng ta cũng nên tránh những lúc mà rông gió không nên đứng vào gốc cây đa cây đè lớn xét nó đánh vào sẽ nguy hiểm nhé Thứ bảy là không được treo chuông gió ở đầu giường. Phải không? À, vì họ nói là treo chuông gió đầu giường ấy, thì cái tiếng chuông ấy nó sẽ gọi ma gọi quỷ đến. Đấy, cũng là một cái quan điểm để chúng ta biết. Yeah. Thứ tám là không được nhổ lông chân ở trong cái tháng cô hồn. Lại chồng thấy buồn cười không? <cười> họ nói là một sợi lông chân sẽ quản lý ba con quỷ. Cho nên nếu nhỏ lông chân thì cô hồn sẽ bị xui xẻo chân nó sẽ hại mình. Công việc làm ăn không được tốt. À, cái quan điểm này thầy thấy cũng lạ đấy, đấy rất là lạ thứ chín là gì không được đi bơi lội ở trong cái tháng này tháng cô hồn này không? vì sợ tháng cô hồn này cô hồn nó cũng đi bơi thế rồi nó xuống nước thì nó thấy mình bơi nó dìm mình Đó. thứ mười là không được dọa người đấy dọa người khiến cho người coi như sợ hồn bay phách lạc thì hồn vong hồn nó sẽ bắt cái hồn của người ta ví dụ mình dọa người làm cho người khác cái ta sợ quá ta hết hồn mà sợ bạt vía kinh hồn như thế là vong quỷ nó, nó túm được cái, cái hồn của người ta nó lôi đi thế là mất hồn người là bị mất hồn bị bắt mất hồn đại chúng ấy, họ nghĩ ra nhiều cái, cái quan niệm rất buồn cười luôn Đó. thứ 11 ấy là không được đến chỗ vắng vẻ và đi đến chỗ vắng vẻ là không được quay trở lại nhìn đằng sau Nghe không? vì nếu mà nhìn đằng sau thì người ta lại nói là là sẽ có ma quỷ nó rủ về cõi âm Đấy. mình ngoái lại là những con ma đằng sau nữa nó sẽ bắt mình dù về cõi âm thứ 12 họ bảo là không được thức khuya nha vì thức khuya thì cơ thể suy nhược cho nên rất dễ bị quỷ nó nhập vào cái này tất nhiên thì thầy nói là chúng ta làm việc thì cũng không nên thức khuya quá về sức khỏe bình thường thôi hoàn toàn về tâm sinh lý bình thường nhưng ở đây họ họ gắn luôn vào cái chuyện là thức khuya là là có sức khỏe yếu là quỷ nó sẽ nhập vào đấy đại chúng thấy không họ rất nhiều cái cớ Thứ nữa 13 là không được nhặt tiền rơi ở trong tháng cô hồn nhá, yeah, vì họ nói là cái tiền nó đã rơi ra ngoài đường nên là cô hồn nó cũng đã bám vào đấy rồi. Mình nhặt là, là cô hồn nó đi theo về nhà. Ừ. Rồi không được mài dao, mài kéo nha. Yeah. tháng này là không được mài dao, mài kéo. Nhà nào mà mà phải thái các thứ nhiều là phải mài trước đi chứ đến tháng 7 mà mài mà là sợ. À, tại sao lại sợ? Và mà mài dao, mài kéo này là cô hồn nó đến là nó nghĩ là sắp sửa có gì để ăn rồi, mổ thịt, mổ gà gì đấy. Thế nó bù đến. Hoặc là cô hồn nó nhập vào con dao cái kéo đấy. Nó sẽ tác động làm cho mình sinh ra tâm ác. Đó. Họ nghĩ ra nhiều trò thế. Đấy. 15 á, là không nên ký những cái hợp đồng làm ăn lớn. Hay là những việc lớn như cưới, hỏi, chuyển nhà, xây nhà. À, gất nóc, đào móng có dân. Họ nghĩ thế. Tháng này là không nên làm. Đấy. Rồi 16 á, là không được thề thốt gì trong tháng này. Vì khi thề thốt là có vong hồn nó đứng nó nhìn thấy rồi nó nó sẽ đi theo để nó chứng kiến cái sự việc mình thề có đúng không không mà mình làm sai là nó sẽ phạt mình <laughs> Đấy, chúng ta rất là vui à, rất nhiều quan niệm rồi là không mua xe cộ Đấy, nhiều lắm Đấy, rồi nhớ gì nữa này à, không được cắm đũa vào bát cơm ăn cơm không được cắm cái đũa vào bát cơm vì cô hồn ấy tưởng là cúng cơm cho nó lúc chết ai cũng cắm đôi đũa bông vào bát cơm không nói tưởng là cúng cơm cho nó nó nhảy vào, Đấy. rồi nhiều nhiều lắm rồi là không chụp ảnh vào ban đêm vì sợ ma quỷ nó thích chụp ảnh nó sẽ ra kéo vào nó chụp chung với mình yeah. rồi gì nữa nhiều lắm ạ à, thưa đại chúng không được mặc quần áo in hình thù quỷ quái kỳ quái vì sợ là ma quỷ nó sẽ dụ mình đi tất nhiên ở đây thầy nói một chút để đại chúng nắm được chúng ta mặc những quần áo nó có những cái hình thù quái quỷ này, hay là xăm lên cơ thể mình những hình thù quái quỷ đấy, nó đều không tốt nha. ở nhà mình khi mà trước đây còn thỉnh thỉnh quan gia chứ chủ thỉnh vong đấy, phát hiện ra là gì? những người mà xăm những cái hình thù quái quỷ lên cơ thể, ví dụ hình rồng, hình sư tử, hình hổ, nhá, thì lại có những cái vong linh của những cái loại đấy nó theo. Không? nó theo xăm hình rồng xăm hình hổ báo thì lại có những cái vong đấy nó theo mới lạ vậy đấy thức của cái loại xúc sinh đấy cái loại con thú đấy nó theo và nó làm cho cái người đấy bị rất nhiều vấn đề đó. xăm rồng xăm giết là rất hay bị cái người đó hay bị tù tội lắm ừ. xăm hổ báo các thứ cũng thế là rất sinh nhiều chuyện phức tạp đấy từ nhà mình phát hiện ra được cái chuyện này thế cho nên mặc áo cũng vậy mặc những cái áo mà có những hình quỷ nghe răng nanh ra này khác thế, cái người đó đều có những cái ảnh không tốt à, nó gọi là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu cho nên cái người mà có trí tuệ thì người ta phải biết cái gì mình nó mang theo người mình và mặc cái quần áo gì đó, Đại chúng thấy nhé nhân cái chỗ này thầy chia sẻ để chúng một chút về chỗ này đó, cẩn thận không phải cái áo nào mình cũng mặc lên được đâu mà là chúng người ta gọi là y phục xứng kỳ đức mà mình mà ăn mặc lôi thôi người ta biết ngay mình chẳng ra gì nhìn cái người ăn mặc thế nào biết người đấy ra sao mà đến chùa mà mặc áo hở cún cỡn ra quần uh, gọi là ngắn cún cỡn ra thở rốn ở giết ra thì là chúng thấy biết cái người này thế nào rồi gọi là không có văn hóa trừ khi cái người đấy là ở ngoại đạo không biết thì không nói nhưng người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam mà đến chùa ăn mặc như thế chúng ta biết là người này thế nào rồi nghe không, không có giáo dục đó đó biết được cái con người đó đấy tức là họ đưa ra rất nhiều những cái kiêng kỵ à, không kiêng kỵ thế thì bây giờ thầy xin phân tích cái vấn đề này như thế nào chúng ta phải từ cái xuất xứ của nó xuất xứ của cái tháng cô hồn này là từ trong kinh điển Phật giáo mà ra từ câu chuyện của ngài Mục Kiều Liên, từ sự kiện Chư Tăng An cư Kiết hạ mà ra. Đấy. Chư Tăng An cư Kiết hạ là một, rồi câu chuyện Mục Kiều Liên trong kinh Vu Lan là hai, không? mà sinh ra cái tục này. nhá. thì tất nhiên ấy, cái việc này là việc tốt, cái việc cúng cho các vong linh cô hồn là tốt, cúng vào trong cái tháng an cư của chúng tăng là tốt, cúng vào ngày chư tăng tự tứ là tốt, là rất tốt và phải cúng đến chư tăng đó, trong kinh đức phật đã dạy đấy nếu mà chúng ta đối với người đã mất ấy, mà chúng ta cúng lễ cho quỷ thần hay chúng ta sát hại sinh linh để cúng cho họ đều không được lợi ích Nghe không? kể cả là cúng ngay cho vong linh đó thì vong linh đó cũng được lợi ích rất ít như trong kinh địa tạng nói đó. bảy phần chỉ được một thôi Nghe không? nhưng nếu chúng ta biết dâng vật phẩm đến cúng dường chúng tăng để hồi hướng cho vong linh thì vong linh được lợi ích vô vàng. Chính ngày Mục Kiều Liên đã làm điều này, ngài dâng cúng à, phẩm thực vào, đấy gọi là thức ăn trăm món trái cây năm màu đấy mà à, đủ các thứ vật dụng cúng dường đến chúng tăng và thỉnh chư tăng hồi hướng chú nguyện cho vong linh của mẹ, thì bà mẹ đã được thoát điện, thoát ngã quỷ. Đó như vậy cái ý nghĩa của cái tháng bảy vu lan này này cái tháng bảy cầu siêu cúng rằm này này là cái trong cái tháng an cư của chúng tăng nó phải là tháng an cư của chúng tăng chư tăng tu hành tinh tấn thanh tịnh mà người phật tử tại gia biết thiết lễ cúng dường đến chúng tăng hồi hướng cho vong linh gia tiên tiền tổ thì lợi ích vô vàn đó đại chúng thấy không đó. cho nên ấy, Thầy mới nói là vì cả cái tháng 7 là ở đâu cũng có chư Tăng an cư cả ở trong cái đất nước Việt Nam này. Cho nên thực sự thì không nhất thiết phải cúng vào đúng ngày rằm tháng 7. Ấy. Nghe không? Mà cứ chỗ nào chư Tăng tu hành thanh tịnh, tinh tấn, chúng ta đến chúng ta cúng dường, ta hồi hướng phước báu cho cha mẹ, cho thân quyến đã quá vãng thì đều được lợi ích lớn cả, đời lợi ích lớn cả. Nhá. Thế còn ở đây, á, tháng 7 gọi là cái tháng cô hồn vì lý do mà lúc nãy Thầy nói, Yeah. từ trong cái câu chuyện Phật giáo do chư Phật hoan hỷ chư thiên hoan hỷ chư thần hoan hỷ cho nên các tội nhân ở trong địa ngục được giảm tội hoặc là được hết tội có những cái tội nào nhẹ thì được hết và được tái sinh chuyển kiếp nghe không nhưng không phải là cái tháng này là tháng mà vua Diêm La mở cửa địa ngục cho vong linh cho vong hồn đi lên trần gian đi chơi lang thang không phải cái hiểu đấy là sai lầm yeah. cái hiểu đấy rất là sai lầm uh có ai ở ở trần gian này bây giờ thầy hỏi có 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 nhà tù nào mà lại đến có cái ngày mở cửa cho tù nhân đi hết ra ngoài đường phố chơi tự do thế không? <laughs> Chúng làm gì có chuyện đấy? Không có nghe không? Không, không có ân xá thì là ân xá ai được mà hết hạn hết tội thì là về nhà cho về nhà chứ cũng không phải là mở cửa cho tù nhân đang còn tội mà đi lang thang được cái ngày ân xá không phải ân xá tất cả đều hết tội đâu? giảm tội người nào nhẹ thì được hết tội còn người nào vẫn nặng thì được giảm đi thôi những cái người mà giảm vẫn còn tội vẫn phải ở trong ngục tù chứ các vong linh trong địa ngục là vẫn trong địa ngục chứ người nào mà hết tội thì được tái sinh chuyển kiếp à, có thể cái ngày ấy ân xá được hết tội cái người này hết tội thì người ấy được chuyển kiếp tái sinh chứ không phải là cho họ đi lang thang trên trần gian cái hiểu đấy là rất sai lầm à, thế gian người trần gian hiểu như vậy là sai lầm đối với với cái cái kinh điển của Phật giáo nghe không sai lầm cho nên vì họ nghĩ là cái ngày ấy mở cửa địa ngục cho nên là vong hồn từ trong địa ngục chạy ra đi lang thang trên đường trên xá họ mới sinh ra đủ thứ quan niệm sai lầm thế này nghe không đâu có phải chuyện đấy đâu không phải chút nào nghe không? Đó. đó thì để chúng ta hiểu còn ở đây nhé những cái người nào mới là bị ma nhập quỷ nhập cái hiện tượng ma nhập quỷ nhập chúng ta đã thấy và thấy cũng rất nhiều không phải ít nhưng không phải là ai cũng bị phải không? cho nên ở đây họ nói là tháng bảy cô hồn này đi ra đường không cẩn thận là ma dựa quỷ nhập vong hồn nó nhập không phải đây thầy xin trích một bài kinh đức phật nói về cái chuyện mà quỷ thần và ma quỷ nó, nó ám nhập nó hành người không phải ai cũng bị yeah trong kinh trường a hàm à, kinh thế ký phẩm đao lợi thiên đức phật có dạy thế này đức phật nói với các tỳ kheo này các tỳ kheo tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần nhé nhà chúng ta ở có quỷ thần đấy không có chỗ nào là không có cả tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ búa, cùng bãi tha ma đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Tại chúng thấy không? Nhà ở, cho đến đường xá, ngã tư, ngã bảy, hàng thịt, chợ búa, bãi tha ma, chỗ nào cũng có quỷ có thần hết. Đó. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương nấu mà có tên. Nghe không? các cái loài quỷ thần nó ở đâu thì gọi tên nó ở đấy Đúng không? Đấy. ví dụ như là thần nghĩa địa ở nghĩa địa thì gọi là thần nghĩa địa quỷ nghĩa địa quỷ nghĩa trang nghĩa địa Thế mà quỷ ở cái cây đa thì gọi là thần cây đa à, quỷ ở cây đề thì gọi là thần cây đề là gọi là ở theo chỗ chỗ nào mình gọi tên chỗ đấy là do mình thôi nếu nương vào người thì gọi là người nương vào thôn thì gọi là thôn nương vào thành thì gọi là thành nhá quỷ thần nếu nương vào người thì gọi là người à, nương vào thôn thì gọi là thôn nương vào thành thì gọi là thành nương vào nước thì gọi là nước nương vào đất thì gọi là đất à, ví dụ như ở dưới sông thì gọi là wow, gì? hà bá thần hà bá ở biển gọi là hải thân à, ở núi gọi là sơn thân đấy, đấy quỷ thần đó. nương vào núi thì gọi là núi nương vào sông thì gọi là sông đại chúng thấy không nhưng mà ở đây cái điều Đức Phật khẳng định là chỗ nào cũng có quỷ thần đấy. Phật lại bảo các tỳ kheo, tất cả mọi loại cây cối dù là rất nhỏ như cái trục xe cũng đều có quỷ thần nương tựa. Cái cây bằng cái trục xe thôi, như là ngón tay của mình ấy là đã có quỷ thần họ nương tựa đấy. Không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, người nữ khi mới bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nhá. Chúng ta nhớ khi chúng ta bắt đầu sinh ra khỏi lòng mẹ là có quỷ thần đi theo ủng hộ. Nếu khi nào họ chết thì quỷ thần gìn giữ họ thu nhiếp tinh khí của họ nên người này sẽ chết ngay. Khi lúc mình mà sắp chết ấy, thì cái quỷ thần mà trước đây họ ủng hộ mình họ đi theo mình đấy, chính họ là cái người họ sẽ thu nhiếp tinh khí của mình. Và sau khi họ thu nhiếp xong là mình sẽ chết ngay. Thần thức liền thoát thân ngay nha đại chúng rõ chỗ này ghi và để nhớ khi chúng ta mà hấp hối sắp chết thì cái quỷ thần mà họ đi theo mình ủng hộ mình suốt cuộc đời đấy thì họ chính họ sẽ là người sẽ thu nhiếp cái tinh khí của mình để cho mình chết để mình ra đi nghe không? Đấy, người đó sẽ chết ngay đức phật lại bảo các tỳ kheo giả dạ như có phạm trí ngoài đạo hỏi rằng này chư hiền nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn, ủng hộ. Khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn, ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí của họ thì người này chết. Tức là có một cái người ngoại đạo mà họ hỏi một vị tỳ kheo rằng, Này Thầy tỳ kheo, tôi nghe rằng nói rằng nam nữ khi sinh ra thì có quỷ thần đi theo để giữ gìn, ủng hộ. Và khi người này sắp chết ý, thì quỷ thần sẽ thu nhiếp tinh khí thì người này sẽ chết. không à, thế thì họ thắc mắc này, thế nhưng tại sao người hiện nay lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu, yeah. họ thắc mắc là tại sao tôi thấy bây giờ lại có những người lại bị chính quỷ thần quấy nhiễu là thế nào? Có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu. Nếu có người hỏi câu này thì các thầy hãy nên trả lời cho họ rằng Đức Phật mới dạy cho các tỷ-kheo là, nếu ai hỏi chúng ta như vậy thì chúng ta hãy trả lời như thế này. Ví dụ có người là hỏi đến hỏi thầy là thầy Thái Minh ơi tại sao mà lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu à, đại chúng thấy ma quỷ nó nhập đấy nó quấy nhiễu đấy có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu là thế nào à, mà tôi thì có nghe là trước đây các thầy nói là người nào sinh ra cũng có quỷ thần nó đi theo hộ vệ rồi đến lúc khi sắp chết thì chính cái quỷ thần đấy sẽ thu tinh khí của người đó để người đó chết thế nhưng bây giờ tại sao thì có người lại bị quỷ thần quấy nhiễu có người không bị thì các thầy trả lời thế nào đức phật dạy cho mình cách trả lời đây Đức Phật nói, nếu có người hỏi câu này thì các Thầy nên trả lời họ rằng người ở thế gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo tạo ra 10 ác nghiệp. Những người như vậy thì trong trăm hay nghìn người mới có một thần đi theo bảo hộ thôi. Giống như cả một đàn bò đàn dê trong trăm con hay ngàn con cũng chỉ có một người chăn giữ. Thì việc này cũng như vậy vì hành động phi pháp tà kiến điên đảo tạo ra 10 nghiệp ác nên những người như vậy trong trăm người hay ngàn người mới có một vị thần bảo hộ thôi Nha. Yeah. đức phật nói cho chúng ta đây để chúng ta hiểu này cũng sinh ra làm người sẽ có thần bảo hộ nhé yeah. nhưng mà bảo hộ thế nào mấy vị thần bảo hộ đây thì đức phật nói cái người này nếu là người ác sinh ra với một cái tiền nghiệp là ác, tiền nghiệp là nghiệp kiếp trước mình ác nhưng vẫn còn có cái phước được làm người. Nếu được sinh ra kiếp này làm người rồi mà lại làm người ác tiếp, lại sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, nghiện ngập, bê tha, à, tạo 10 ác nghiệp thì sao? gọi là người tạo ác nghiệp. thì Đức Phật nói là trăm người như thế, nghìn người như thế may ra mới được một vị thần trông non bảo hộ tại chúng hiểu không? đấy chứ không phải là chúng ta sinh ra cái là có mười ông thần cũng theo bảo hộ mình đâu, cái người mà sinh ra với ác nghiệp từ tiền kiếp, rồi trong kiếp này lại không tu dưỡng lại tiếp tục tạo ác nghiệp thì người này ấy, trăm người nghìn người may ra mới được một vị thần họ trông nom, Đức Phật lấy ví dụ giống như là cả đàn bò đàn dê đấy, trăm con nghìn con cũng chỉ có một người trông nom thôi một người chăn đàn dê thôi, đàn cừu thôi, có đúng không? chứ có phải mỗi người chăn một con cừu đâu? mỗi người trông một con dê đâu cả đàn dê thế không? khi chỉ có một chú bé nó chăn cả đàn dê trăm con có phải không đó thì ở đây cũng thế những người ác những người với tiền nghiệp ác sinh ra này và trong đời này lại tạo ác nghiệp thì người ấy không được bảo vệ nhiều trăm ngàn người mới có một vị thần họ trông nom bảo vệ thì làm sao mà tốt được đại chúng thấy không à, đấy rồi còn đây đức Phật dạy tiếp nếu có người nào tu hành thiện pháp, chính kiến, chính tín, chính hạnh, đầy đủ mười thiện nghiệp, chỉ một người như vậy thì cũng có cả trăm ngàn thần bảo hộ cho rồi. Đấy, chúng thấy không? Giống như là vị quốc vương, vị đại thần của quốc vương có trăm ngàn người hộ vệ một người. Thì việc này cũng như vậy, người tu hành thiện pháp đầy đủ mười thiện nghiệp, thì như có một người có trăm ngàn thần hộ vệ vì nhân duyên này cho nên người thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu có người không bị quỷ thần quấy nhiễu đại chúng hiểu cái lý do chưa <laughs> nếu người nào tu hành thiện nghiệp này tu mười thiện nghiệp có chính kiến chính tín chính hạnh đầy đủ thì chỉ cần một người đó mà có trăm vị thần nghìn vị thần họ ủng hộ họ bảo vệ Thế thì còn có ác quỷ nào xông vào mà mà hại người này được, mà nhập người này được. Tại chúng hiểu không? Đó. Thế còn chỗ kia là nghìn người mới có một ông thần, thì ông thần thì cũng không đủ sức để mà quản lý hết. Bây giờ chúng ta mà chăn một đàn dê một nghìn con, và mà đi qua một cái chỗ này rừng cho sói với lại hổ nó xông ra, thì chúng ta cùng nắm chỉ đuổi được vài con thôi, còn cả đàn cho sói nó vào cơ mà, cả đàn sư tử hổ nó vào, rồi cũng phải có con mất mạng vì nó nhiều quá mình một mình sức mình không quản lý hết không bảo vệ hết được cả đàn đại chúng hiểu chưa cho nên một ông thần mà ông trông một trăm cái người này hay một nghìn người này ông không quản lý hết thì bọn ác quỷ nó xông vào nó mới nhập người này nó mới hành người kia đại chúng hiểu chưa nào đây, đây đức phật nói rất rõ để chúng ta thấy chúng ta sinh ra là có bảo vệ nhưng mà chúng ta được mấy người bảo vệ phải không một nghìn người mình mới được một ông thần bảo vệ ông này quán xuyến cũng không hết nổi sợ ông chỉ sơ xuất một cái là bị ác quỷ nó xông vào nó, nó bắt chúng ta ngay nó ăn thịt chúng ta luôn Đó. thế còn ở đây cái người mà người ta có 10 thiện nghiệp chính kiến chính hành, đạo đức đầy đủ thì một người ấy có một trăm một nghìn ông thần bảo hộ không ai có thể làm hành được người ta đấy là sự thật đấy cũng sinh ra làm người nhưng có người trăm nghìn người bảo vệ này chúng thấy giống như ông thủ tướng ông tổng thống không ông đi đâu là xe lớn xe bé đi trước đi sau vào rút hết cả mắt vào không biết xe nào là xe ông thủ tướng không ai ác hại được ám hại được yeah. Yeah. người ta còn hộ vệ người ta còn có cả cái kế hoạch để bảo vệ có cận vệ một cận vệ hai cận vệ ba và ông vòng trong rồi vòng ngoài rồi vòng nào vòng nào nữa ta có chương trình hết đây. đấy một ông tổng thống một ông thủ tướng mà ông chủ tịch nước ông đi là, là, vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ trên xuống dưới ai mà ác hại được người ta đại chúng thấy không có phải đúng là trăm người nghìn người bảo vệ một người không cho nên không ai có thể xông vào đấy mà đánh ông ấy được ai mà xông vào đánh được ông ấy đấm ông được không được thế còn mình ấy, mình là gọi là à, gọi là nông dân và cái người gọi là phàm phu tục tử não lông chi điền đi ra đường mỗi thân mỗi mình đứa nào cũng đánh được <laughs> đi ra ngoài phố này vớ vẩn mấy đứa nó dám bắt lạt mình được chẳng có ai bảo vệ mình cả tại chúng rõ chưa nào đây là một cái lý rất là thực cho nên đức phật nói đấy tại sao lại có người ở trần gian này bị ma nhập quỷ rượu quỷ hành ma hành là vì người này không có được mấy người bảo vệ không có quỷ thần hộ vệ ít quá có ông thần bảo vệ nhưng ông còn phải mải trông cả nghìn người khác nữa cơ ông chưa ngó đến mình cho nên bọn kia nó vào nó mới đánh trộm mình được. Nghe không? Đánh trộm mình được. Đấy cho nên tại sao đấy đây Thầy nói với các con là khi các con quy Tam Bảo thọ năm giới, mỗi một giới của chúng ta có năm vị thần họ bảo vệ. Giữ được năm giới là có hai năm vị thần rồi. Họ bảo vệ cho mình. Chư Tăng phải giữ hai trăm năm mươi giới, các con biết là bao nhiêu thần. Ngoài ra công đức tu tập của các ngài nữa. Đấy. Thế nhưng nếu những vị chư Tăng nào tu tập không giữ giới, phá giới lung tung thì chính vị ấy cũng bị quỷ thần nó nhập cho nên vẫn có những vị tăng đấy bị điên bị khùng đấy đại chúng biết đấy, đấy. có những vị tăng vị ni cũng bị điên bị khùng bị ma hành quỷ nhập có hết đấy. đấy, các con hiểu chưa không phải không có đâu vì mình không tu đúng chính pháp Mà mình không giữ gìn giới luật thì làm gì có thần nào bảo vệ mình đó chùa mình đã phải làm lễ có những vị sư như bị như vậy rồi đấy về đây để làm lễ bị quỷ nhập quỷ hành khổ lắm ấy hành mấy chục năm rồi Thì tu mấy chục năm rồi vẫn bị rất khổ đi tu sai không giữ đúng giới và ở đây thầy kể câu chuyện đại chúng biết ấy. câu chuyện mà ai cũng được nghe là ngài ngộ đạt quốc sư trong kinh từ bi thủy sám đấy ngài ngộ đạt quốc sư kiếp trước mười kiếp trước là vị quan do xử cho một cái, cái người nông dân này toan sử trong cái tội phải chết. Mười kiếp trước ngộ đạt có tên là ngài viên áng, xử cho ông nông dân này tên là tiểu thố phải tội chết oan. Ông không có cái tội đấy mà xử trong cái tội khiến ông phải chết oan. Thế là từ đó ông báo thù. Nhưng mà vì kiếp, kiếp ấy là bị chết rồi chịu rồi. Thì sau cái kiếp đó thì viên áng tái sinh làm người, còn tiểu thố vẫn là oan hồn vẫn là một cái vong hồn đi theo nhưng mà viên áng kiếp sau khi sinh ra làm người thì phát tâm đi tu do phát tâm đi tu và giữ giới rất tinh nghiêm cho nên ý, có rất nhiều vị thần hộ vệ cho nên vong hồn tiểu thố đi theo nhưng không làm gì được không báo án được và cứ tiếp tục như vậy tiếp tục tám kiếp như nữa thì viên áng đều sinh ra làm người và đều xuất gia hết đều đi tu và đều giữ giới rất là tốt tinh tấn cho nên ý, tiểu thố không làm sao báo thù được Đến cái kiếp này là kiếp thứ 10 Thì Viên áng cũng lại đi xuất ra Có pháp danh là ngộ đạt Và được đến làm quốc sư cơ mà Giỏi đến như vậy Rất trẻ, rất tài Cho nên là vua phong là quốc sư Thầy của vua luôn Vua kính trọng lắm Ngộ đạt rất trẻ Và cái oan hồn của tiểu thố vẫn đi theo Nhưng cũng không báo thù được nhưng sự cố này đã xảy ra khi Đức vua quá kính trọng Ngộ Đạt không? cho nên đã tặng cho Ngộ Đạt một cái tòa trầm hương rồi khảm ngọc ngà các thứ đấy rất là đẹp với lòng kính trọng của vua đối với quốc sư mà cho nên tặng một cái tòa trầm hương cho Ngộ Đạt quốc sư. Thế và trong cái buổi mà vua tổ chức cái lễ tặng này á, tặng cho Ngộ Đạt quốc sư trước rất nhiều các vị quan trước trong triều, văn võ trong triều rồi trước rất nhiều các vị sư tăng ở trong trong cung đình ở trong trong cung thành. Thế thì ngộ đạt thì lúc còn trẻ. Cho nên cũng cảm thấy là hãnh diện nghe. Không? Cũng thấy cũng hãnh diện, cũng tự hào được vua kính trọng mà lại được cái tòa trầm hương quý thế này. Khởi cái tâm kiêu hãnh đấy Kiêu hãnh này tất nhiên thì đối với người thế gian thì người ta giỏi người ta tài người ta kiêu hãnh thì cũng cái chuyện thường thôi nhưng mà đối với người tu như thế là nó bị mất cái đức đi cho nên khi mà ngộ đạt vừa mới ngồi lên cái tòa trầm hương ấy khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì sao các vị thần họ bỏ đi cho nên quỷ thần họ chỉ hộ trì cái người có đức thôi nhé có thiện căn thiện đức khi mà ngộ đạt khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì các vị giới thần họ liền bỏ hết đi không có ai ở đấy hộ trì nữa thì ngay khi ấy thì oan hồn tiểu thố liền đột nhập luôn nhập ngay vào đầu gối của ngộ đạt biến ngay lập tức đầu gối xưng phòng lên thành một cái mụn ghẻ mặt người đó đại chúng thấy một thời gian rất ngắn mà biến ngay cái đầu gối thành cái mụn ghẻ đại chúng đã bao giờ có thấy những cái mụn nó sưng rất nhanh không Đấy, cái đinh dâu có những cái đinh dâu người ta vừa cậy xong nó biến cái sưng to phùng ở mặt má hết lên luôn rất nhanh có khi chỉ trong ngộ, nửa tiếng đã sưng rất là to rồi. Thế thầy có câu chuyện có một cái cái cô này cũng em một phật tử chỉ sau một đêm thôi, thưa đại chúng, một đêm thì cái lưỡi rất bình thường nó chỉ thấy hơi sưng một tí thôi nhưng sau một đêm lập tức hôm sau cái lưỡi biến thành một cái lưỡi quỷ nó dài xuống tận ngực này, nó phồng hết cả mặt mũi hết lên nó phồng đầy hết miệng và dài xuống dưới tận ngực này kinh khủng không? Chó có một đêm thôi biến dạng khuôn mặt không ai nhận ra luôn đó tại chúng thấy nó khủng khiếp đến như vậy cho nên ông ngộ đạt đang ngồi trên ghế như vậy khi mà oan hồn tiểu thố nhập vào một cái biến luôn cái đầu gối trở thành một cái mụn mặt người nó có đầy đủ có mắt có mũi có miệng và nó lại còn nói ra được thành tiếng nữa nó mới nói bây giờ mới báo thù được ngươi đây mười kiếp đi theo ngươi bây giờ mới báo thù được khi mà các vị giới thần người ta bỏ đi không bảo vệ nữa đấy đấy là câu chuyện trong kinh từ bi thủy sám đấy và dòng ngộ đạt đau đớn quá không ngồi trên ghế được ngã gục xuống và mãi về sau thì ngộ đạt mới được một vị bồ tát báo mộng cho phải đến cái suối đó lấy cái nước đó mới rửa được cái oan khiên này đấy. đó thì cho nên sau đó ngài ngộ đạt về Khỏi được cái, cái mụn mặt người rồi Mụn ghẻ mặt người Ngài Ngộ Đạt về mới viết ra bài kinh từ bi thủy sám Để cho chúng ta sám hối đấy Chúng ta sám hối các tội của mình đấy Ngài cũng phải sám hối cái tội của Ngài đấy Vũ an ác hại cho người Nghe không? Đó. Rất là nguy hiểm đó Thế thì đây là một câu chuyện để minh chứng Khi chúng ta không có các vị thần Họ hộ trì, họ bảo hộ Chúng ta sẽ bị Ma quỷ nó dựa nhập, nó hành chúng ta Đấy là lý do nhé yeah. nên là câu chuyện rất rõ ràng và đây kinh Đức phật nói rõ để đại chúng thấy vậy chúng ta muốn được nhiều người ủng hộ thì sao thì phải tu tích cái đức của mình tu giới tu đức cho thật tốt đương nhiên thôi ở đây thầy nói thực sự một ai trong đại chúng này mà sống có đạo đức tốt đẹp thì tự nhiên mọi người rất yêu quý rất bênh vực đúng không mình sống chẳng ra gì ăn gian nói dối lười biếng không? À, rồi lại liên thiên nhiều chuyện lại trộm cắp nữa thì đến lúc có sự kiện gì không ai ta bênh không ai ta bảo vệ mình còn mình sống mình rất tốt sống trong chúng rất tốt rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người lăn xả công việc hy sinh về đại chúng phụng sự thì tự nhiên mình làm sao ai cũng thương ai cũng quý ai cũng muốn giúp đỡ và đúng không cũng bênh vực bảo vệ mình đấy là lẽ tự nhiên thì chư thần người ta cũng thế cái người này phải có đức có giới người ta mới bảo hộ bảo vệ còn mình không có giới có đức, không ai ta bảo vệ, rất ít. Đó. Một ông thần, ông phải châm, nếu những cái người ác thế, một ông thần trông cả ngàn vạn người. Ừ. <laughs> Còn thấy không? Đấy. Đó, vì không có người bảo vệ cho nên chúng ta mới bị ác quỷ, nó hành, nó nhập. Nhá. Thì ở đây câu chuyện này nó liên quan đến cái chuyện, những quan điểm sai lầm của tháng 7, tháng của hồn. Thứ nhất ấy, là để khẳng định Tháng Bảy không phải là cái tháng Cô Hồn được ra khỏi địa ngục mà đi lang thang. Không phải là cái ngày xá tội vong nhân là vong nhân được ra khỏi địa ngục và đi lang thang trên trần gian. Cái đấy là quan điểm sai lầm, không đúng. Đối với Phật giáo là không đúng. Đấy, để chúng ta thấy như vậy. Tháng nào thì tháng. À, cô Hồn là cái cõi ngã quỷ đấy. Thì ngã quỷ lúc nào cũng có. Tháng nào cũng có ngã quỷ. Và như trong kinh này Đức Phật nói đấy. Ở chỗ nào cũng có quỷ thần hết đấy cho nên cái cây nhỏ như cái xe điếu cũng có ngã quỷ có quỷ thần nó ở Đúng không? chỗ nào chẳng có quỷ thần và tháng nào cũng thế thôi <laughs> không phải là đến tháng 7 thì cô hồn ở đa, địa ngục mới lên nhiều đâu không phải nhớ để chúng ta bỏ quan điện sai lầm cho lên cái này đã không phải thì tất cả những cái kiêng kỵ như kia là không đúng ở đây thầy nói có những cái kiêng này thì là nên này ví dụ thứ khuya là không nên đúng rồi nửa đêm mà kêu nhau ới ở Mỹ là không nên đúng không? những cái đấy thì thầy bảo không nên <laughs> đốt vàng đốt mã là không nên là đúng rồi đấy, đấy thế còn mọi cái kiêng kia là sai trong tháng bảy chúng ta vẫn có thể bình thường cưới xin cất nóc hay là đào móng hay xây nhà bình thường mua xe khởi công lập nghiệp bình thường không có cái gì lạ không có cái gì phải sợ phải kiêng cả nhé còn tất cả những cái gì Mà thầy đã nói là Nên kiêng thì chúng ta nên kiêng và Chúng ta ở đây là kiêng cái gì đây ừ. Chúng ta Kiêng là kiêng làm việc ác và Tháng 7 có truyền thống là cái tháng báo hiếu Tháng vu lan Tháng nhớ về tiên tổ Thế thì chúng ta nhân cái tháng này Nhắc cho ta cái tâm hiếu thôi thì cả, cả năm chưa nghĩ đến chữ hiếu thì thôi tháng bảy này tốt nhất là nhớ, nhớ đến chữ hiếu còn cha còn mẹ thì chăm sóc cha mẹ báo hiếu cha mẹ thật tốt không? À, giúp cho cha mẹ biết đến phật pháp quy y tam bảo cho cha mẹ đó còn nếu mà cha mẹ ông bà đã mất đã quá vãng thì cũng thôi nhân tháng bảy này là tháng chư tăng an cư kiết hạ thì chúng ta thiết lập trai đàn đến chùa thiết lập trai đàn hoặc thỉnh chúng tăng đến để cúng dường chúng tăng lấy phước báu ấy hồi hướng cho cha mẹ ông bà tiên tổ đã quá vãng được rất nhiều phước báu đấy là những việc làm rất thiết thực của cái tháng bảy nghe không đó chứ không phải chúng ta kiêng khem những cái kia cái kia mà kiêng khem không đúng thì ta không kiêng nhé và chúng ta nhớ chúng ta sống tốt chúng ta làm việc tốt ba nghiệp thiện lành thì chắc chắn không có vong hồn ác quỷ nào ác hại chúng ta được chúng ta sẽ có thiện thần hộ trì à, như trong kinh vừa rồi đức phật dạy không có ai hại mình được không phải cô hồn mà hại mình được không phải đi ra đường đêm gặp cô hồn nó hại không phải nếu mình là người ác thì có thể bị hại đấy quỷ thần hại mình đấy vì không có ai bảo vệ mình cho nên dù là tháng bảy hay không phải tháng bảy chúng ta vẫn cứ phải sống thiện vào hành thiện ba nghiệp chúng ta phải tu tập thật tốt để chúng ta được những điều tốt, có đức, có giới để được chư thiên chư thần hộ trì chúng ta, chúng ta an lành. Nhá. Thì đấy là những cái thiết thực nhất đấy ở trong cái tháng 7 này, nghe. Không? Chúng ta biết làm những việc thiện, biết báo hiếu cha mẹ. Đó thì thầy xin trả lời cho bạn.